Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, trang tin Avia Pro ngày 31 tháng 8 đưa tin, các thành viên lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã nhận được tin nhắn từ ban chỉ huy khuyến khích tìm một công việc khác sau một loạt những diễn biến gần đây. Một đại diện ban chỉ huy Wagner nói trong đoạn tin nhắn thoại gửi tới tất cả các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân này. Tình thế bây giờ vô cùng khó khăn, chúng ta không còn được tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ban chỉ huy lưu ý thêm rằng Wagner sẽ cố gắng tìm việc cho các chiến binh của họ, nhưng ở đâu, khi nào và bao nhiêu vẫn còn là ẩn số. Thông báo cho biết, vì vậy, các bạn có thể tiếp tục chờ đợi hoặc tìm một công việc khác, tiếp tục theo dõi tình hình quốc tế. Nếu chúng ta được phép tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng tôi sẽ tích cực tuyển dụng và sẽ có việc làm. Cũng theo tin nhắn thoại, lính đánh thuê Wagner đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Bộ Quốc phòng và Vệ binh Quốc gia Nga. Đại diện Wagner nói thêm rằng, ông trùm Evgeny Prigozhin đã giải quyết vấn đề này trong chuyến đi cuối cùng tới châu Phi, nhưng vấn đề vẫn cần được xử lý tiếp. Trước đó, có thông tin cho rằng một số quốc gia châu Phi và Trung Đông, trong đó có Libya, Mali và Syria, có ý định phá bỏ thỏa thuận với tập đoàn Wagner sau sự ra đi của ông trùm Prigozhin. Đại diện của tập đoàn Wagner đã xác nhận những tin nhắn trên. Điều này đặt ra câu hỏi về tương lai của tập đoàn Wagner. Wagner là công ty quân sự tư nhân có trụ sở ở Nga. Lực lượng này từng đóng vai trò then chốt trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đặc biệt là tại chiến trường Bakhmut. Theo các nguồn tin khác nhau, mối quan hệ giữa Wagner và giới lãnh đạo quân đội Nga bắt đầu dạn nứt gần đây. Tháng 5 vừa qua, Wagner quyết định rút khỏi Bakhmut, tuyên bố lui về dưỡng quân. Đến cuối tháng 6, Wagner tiến hành đổi loạn, đưa hàng nghìn binh lính miền đông Ukraine vào vùng biên giới Rostov-on-Don của Nga và tiến về Moscow. Cuộc hành quân chấm dứt sau 24 giờ. Sau vụ nổi loạn bất thành, Wagner đồng ý chuyển đến Belarus theo thỏa thuận với Điện Kremlin, song vẫn tiếp tục hoạt động ở châu Phi. Hiện chưa rõ số phận của Wagner sau khi ông Trùm Prigozhin và một số chỉ huy cấp cao của lực lượng này thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Nga hôm 23 tháng 8. Thưa quý vị, kênh Telegram Zone ngày 31 tháng 8 đăng tải một đoạn video phát biểu của ông trùm Wagner, Evgeny Prigozhin, chỉ vài ngày trước vụ rơi máy bay khiến ông và một số chỉ huy cấp cao của Wagner thiệt mạng ở Nga. Ông prigozin nói trong đoạn video, nhắn gửi cho những ai đang bàn về việc tôi còn sống hay không và tôi đang thế nào. Hiện giờ là cuối tuần, nửa sau của tháng 8 năm 2023. Tôi đang ở châu Phi. Vì vậy, gửi đến những ai đồn đoán về việc tôi bị trừ khử hay bàn tán về cuộc sống riêng tư và nhiều thứ khác về tôi rằng mọi thứ vẫn đang ổn. Theo Reuters, bình luận của ông Prigozhin dường như cho thấy ông nhận thức rất rõ rủi ro đối với tính mạng của bản thân. Trong đoạn video, ông Prigozhin mặc trang phục dã chiến, đeo đồng hồ và ngồi trên một chiếc ô tô đang di chuyển. Bề ngoài này giống với hình ảnh của ông trong một đoạn video công bố hôm 21 tháng 8 khi ông tuyên bố đang ở một nơi nóng lên tới 50 độ C và Wagner đang thực hiện các hoạt động nhằm giúp nước Nga trở nên vĩ đại hơn. Hiện chưa thể xác nhận các đoạn video này. Phân tích các video, Reuters cho rằng cuối tuần mà ông Prigozhin đề cập đến có thể là ngày 19 tháng 8 hoặc 20 tháng 8, nghĩa là từ 3 đến 4 ngày trước vụ rơi máy bay. Một số nguồn tin cho hay, vụ rơi máy bay xảy ra không lâu sau khi ông từ châu Phi trở về Nga. Tuy nhiên, thông tin chưa được xác thực. Máy bay riêng chở ông Trùm Prigozhin và những chỉ huy cấp cao của Wagner bị rơi ngày 23 tháng 8, chỉ 30 phút sau khi cất cánh từ Moscow đến thành phố Saint Petersburg. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 10 người trên máy bay, gồm 7 thành viên Wagner và 3 phi công, tiếp viên thiệt mạng. Nga đang điều tra vụ việc và không loại trừ khả năng máy bay chở các thành viên Wagner bị rơi do hành động có chủ ý. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết có nhiều giả thuyết khác nhau đang tồn tại và được xem xét, trong đó bao gồm giả thiết về một hành động tàn bạo có chú ý. Wagner là tập đoàn quân sự tư nhân ở Nga. Lực lượng này từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Bakhmut, miền đông Ukraine. Mối quan hệ giữa Wagner với giới lãnh đạo quân đội Nga có dấu hiệu rạn nứt trong thời gian qua. Đến tháng 5, ông Trung Wagner bất ngờ tuyên bố rút lực lượng khỏi chiến tuyến Ukraine, lui về dưỡng quân. Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi ông thông báo dẫn theo hàng nghìn lính Wagner thực hiện tuần hành công lý tiến về thủ đô Moscow. Vụ nổi loạn chấm dứt sau 24 giờ khi ông Prigozhin đạt được thỏa thuận với điện Kremlin về việc hủy truy tố ông. Theo thỏa thuận, ông và một phần Wagner sẽ chuyển đến Belarus. Trước khi thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hôm 22 tháng 8, thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Evgeny Prigozhin, đã dành thời gian lên kế hoạch cho tương lai với mục tiêu là tăng cường hoạt động tại châu Phi. Ngày 17 tháng 8, máy bay riêng chở ông Trùm Wagner hạ cánh xuống thủ đô Cộng hòa Trung Phi, thực hiện hoạt động giải cứu một trong những quốc gia khách hàng đầu tiên của công ty quân sự tư nhân này. Lực lượng tại châu Phi của Wagner rất mạnh khi đã có hơn 5.000 binh sĩ được triển khai trên khắp lục địa này. Tại dinh Tổng thống Cộng hòa Trung Phi, nằm ven sông ở thủ đô Bangui, ông Prigozhin nói chuyện với Tổng thống Faustin Adrian Tawadera rằng cuộc nổi dậy chớp nhoáng hồi tháng 6 sẽ không ngăn cản ông đưa các binh sĩ mới và các khoản đầu tư đến với các đối tác kinh doanh ở Trung Phi. Wall Street Journal dẫn nguồn tin thân cận cho biết. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng của Wagner hạ cánh gần đó chở theo 5 chỉ huy của lực lượng hỗ trợ nhanh RSF của Sudan là tổ chức bán quân sự mạnh nhất ở Sudan hiện nay, chuyên phụ thuộc vào nhóm lính đánh thuê để tiến hành chiến tranh chống lại chính phủ. Đoàn này đến từ tỉnh Darfur bất ổn và mang theo một món quà dành cho Prigozhin, người đã cung cấp cho họ tên lửa đất đối không, những thỏi vàng từ các mỏ miền Tây bị chiến tranh tàn phá của Sudan, nơi lính đánh thuê của Prigozhin đã giúp bảo đảm an toàn. Ở phía bên kia sa mạc Sahara, các đối thủ của ông Prigozhin trong chính quyền Nga cũng đang đưa ra một thông điệp cạnh tranh tới các khách hàng của Wagner ở Libya. Ông Prigozhin bay trở lại Nga cùng thời điểm đó, dừng lại ở Mali và bay qua không phận của các quốc gia khách hàng mà ông đang cố gắng lôi kéo họ ra khỏi sức ảnh hưởng của Nga. Đó là chuyến đi định mệnh cuối cùng mà người đứng đầu lực lượng bán quân sự này chắc chắn không nhận ra. Các chuyên gia quân sự nhận định khi chiếc máy bay phản lực Embraer Legacy 600 chờ Prigozhin và các lãnh đạo thân cận nhất của Wagner gặp tai nạn hôm 22 tháng 8, Vụ việc đã cắt đứt cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng ở châu Phi, âm thầm kéo dài trong hai tháng giữa chính quyền Nga và Wagner. Trong nhiều năm gần đây, Prigozhin được cho là sống nhờ vào việc hoạt động ngầm, thay đổi tóc giả và luôn tiếp nhiên liệu máy bay riêng của mình ở những sân bay cho phép ông hạ cánh. Số lượng sân bay như vậy ngày càng giảm. Trên đường di chuyển, người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê này đã băng qua đế chế kinh doanh toàn cầu của mình, cố gắng chứng tỏ rằng mình vẫn đang nắm quyền kiểm soát, mở rộng kinh doanh và tầm ảnh hưởng, Tập đoàn Wagner và các công ty vỏ bọc mà nó liên kết hầu như được biết đến với các hoạt động đánh thuê. Nhưng đến cuối đời, Prigozhin đã mở rộng sang lĩnh vực tài chính, xây dựng, cung ứng và hậu cần, khai thác mỏ và tài nguyên thiên nhiên và thậm chí là cả ô tô. Hãng đua xe Sportores Management hiện do con gái ông điều hành. Các quan chức phương Tây và châu Phi cho biết thu nhập của Wagner có được từ việc xuất khẩu vàng từ Sudan sang Nga, kim cương và gỗ từ Cộng hòa Trung Phi sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Trung Quốc. Sự ra đi của ông chủ Wagner khiến tương lai của các công ty liên quan tới Wagner trở nên bất ổn. Nga được cho là đang tìm cách quốc hữu hóa một mạng lưới mờ ám vốn tập trung vào quyền lực cá nhân của Prigozhin. Chuyên gia David Lewis từ Đại học Exeter của Anh cho biết các phe phái khác nhau có liên quan có thể sẽ cố giành lấy những hợp đồng kinh doanh béo bở này và tạo ra lực lượng ủy nhiệm mới. Bởi theo chuyên gia này, Prigozhin đặc biệt có kỹ năng quản lý các mạng lưới xuyên quốc gia, nhưng không phải là người không thể thiếu các quốc gia từ Mali đến Syria phụ thuộc vào mạng lưới lính đánh thuê của Prigozhin và chỉ vài ngày trước, ông ta đã đề nghị phục vụ cho chính phủ quân sự mới của Niger, vừa lên nắm quyền vào tháng trước sau một cuộc đảo chính. Nhiều thỏa thuận mà ông này đạt được với chính phủ nước ngoài được thực hiện trên cơ sở bắt tay với các chỉ tiêu hoàn toàn bí mật. Chỉ có một nhóm nhỏ các quan chức quang nờ được Prigozhin lựa chọn cẩn thận là biết về khoản chi tiết này. Một người nổi bật trong số này là Dmitry Utkin, cựu sĩ quan cơ quan tình báo quân đội nga GIU, vốn thường được nhìn thấy trong các bức ảnh cùng Prigozhin. Người này cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hôm 22 tháng 8. Hàng nghìn nhân viên, lính đánh thuê, đầu bếp, nhà địa chất khai thác mỏ thường được trả lương bằng tiền mặt, đôi khi trong một túi nhựa từ tay ông Prigozhin. Ông này cũng thường dùng máy bay phản lực tư nhân của mình khi đi thu nợ bằng tiền mặt. Những chuyến đi bí mật khắp các lục địa sau cuộc nổi dậy chớp nhoáng prigozhin đã đạt được thỏa thuận với điện kremlin và chuyển lực lượng sang belarus để tìm nơi ẩn náu nhưng prigozhin vẫn không thể ngồi yên lặng lẽ đi khắp trung đông châu âu và châu phi trong nỗ lực duy trì các mối liên kết kinh doanh của mình prigozhin đăng các tin nhắn âm thanh đề nghị tuyển lính đánh thuê cho chế độ quân sự vừa mới nắm quyền ở niger một đoạn video quay cảnh ông ở Mali, tạo dáng với một khẩu súng bắn tỉa và bốn băng đạn gắn trên áo chống đạn với cam kết sẽ làm cho nước Nga trở nên vĩ đại hơn nữa và làm cho châu Phi thậm chí còn tự do hơn nữa. Máy bay chở Prigozhin thường xuyên tắt bộ thu phát và tránh các không phận có thể bị theo dõi. Ông buộc phải hạ cánh khẩn cấp ít nhất một lần ở giữa sa mạc Sahara sau khi hết nhiên liệu và thường xuyên tổ chức các cuộc họp trên đường băng trong trường hợp phải nhanh chóng tháo chạy. Prigozhin thích giới thiệu ngắn gọn cho những người theo dõi trên mạng xã hội qua tin nhắn âm thanh, không thể định vị địa lý hoặc qua video ở những địa điểm khó xác định. Tháng 10 năm 2022, Prigozhin đến một căn cứ không quân ở miền đông Libya để gặp thủ lĩnh nhóm lực lượng quân đội quốc gia Libya, ANL. Ông Prigozhin mặc quân phục với cầu vai ngoại cỡ và đội mũ chóp, đeo kính dâm đèn và đeo cả dâu giả rậm rạp. Theo các nguồn tin, thông qua một phiên dịch viên, Prigozhin đã yêu cầu ANL trả khoảng 200 triệu đô la Mỹ để Wagner giúp đỡ bảo vệ vùng lãnh thổ mà nhóm này đang kiểm soát, bao gồm cả các giếng dầu của nước này. Prigozhin sau đó đã cử một máy bay riêng khác đến nhận tiền vào tháng sau. Prigozhin tin rằng nhóm quân sự của ANL đã bị tình báo Pháp và Mỹ xâm nhập. Vì vậy, ngay cả bộ đồng phục Libya mà ông này mặc trong các chuyến đi tới Libya cũng được sản xuất tại Syria và được mang từ đó đến để đảm bảo không có con bọ hay thiết bị theo dõi nào có thể bị chèn vào. Năm tuần sau cuộc nổi dậy chớp nhoáng ở Nga, Prigozhin bắt đầu kết nối với các nhà lãnh đạo châu Phi tại khách sạn Trezini Palace ở Saint Petersburg, một trong những nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi với sự tham dự của 17 nguyên thủ quốc gia châu Phi và Nga nhưng không ai trong số các nhà lãnh đạo châu phi tham dự được nhìn thấy đi cùng prigozhin một kênh telegram của truyền thông nga cho biết prigozhin lo ngại rằng các hoạt động của ông ở châu phi đang được chuyển sang cho cơ quan tình báo quân đội nga sau đó prigozhin đã phát hành một bản ghi âm đề nghị cử lính đánh thuê đến giúp củng cố chính quyền niger vừa trải qua đảo chính các quan chức tây phi và mỹ cho biết cho đến nay niger dường như đã thông qua lời đề nghị này Chuyến đi cuối cùng của Prigozhin bắt đầu ở thủ đô Bangui, nơi Tổng thống Tawadera và Giám đốc tình báo Wanzet Linguisara nhất trí gặp ông tại Phủ Tổng thống. Người phát ngôn của Tổng thống Tawadera chưa có bình luận gì về thông tin trên. Người phát ngôn Liên minh Sĩ quan, một nhóm huấn luyện viên quân sự Nga ở Bangui, ủng hộ Prigozhin cũng cho biết không có thông tin chính xác về việc liệu ông ta có ở Bangui hay không. Tại cuộc họp, Prigozhin cho biết Wagner sẽ tăng cường sự hiện diện của mình để đảm bảo an ninh và điều kiện thuận lợi cho các khoản đầu tư vào nông nghiệp. Ngày hôm sau, Prigozhin chào đón các chỉ huy lực lượng hỗ trợ nhanh từ Sudan. Khi họ giao số vàng được đóng trong thùng gỗ từ mỏ Songo ở Darfur, lãnh chúa nói rằng ông cần nhiều hơn nữa. Theo một quan chức Sudan thân cận, Prigozhin đã nói: "Tôi cần thêm vàng." Nguồn lính đánh thuê và vũ khí quân sự của Wagner đã giúp nhóm bán quân sự này giành được một loạt chiến thắng trên chiến trường trước chính phủ quân sự Hồi giáo Sudan, bao gồm cả việc chiếm giữ một nhà máy vũ khí và căn cứ cảnh sát lớn nhất ở Khartoum gần đây. Prigozhin nói thêm, tôi sẽ đảm bảo rằng các ông sẽ đánh bay họ. Theo hồ sơ chuyến bay, sau khi rời Bangui, máy bay chở Prigozhin đến Bamako, Mali, nơi ông trùm này tạo dáng trước những chiếc xe bán tải của quân đội địa phương trước khi quay trở lại Moscow và gặp tai nạn vào ngày 22 tháng 8. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin quốc tế mới nhất liên quan đến tập đoàn quân sự Wagner sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.